Với thể loại mèo vờn chuột, bộ phim Vòng Xoáy Lừa Đảo đã mang đến cho người xem cảm giác căng thẳng, hồi hộp đến nghẹt tim. Các chiêu trò lừa đảo trong phim tuy không quá mới mẻ, nhưng vẫn giữ được sức hấp dẫn đối với khán giả. Hôm nay các bạn hãy cùng mình khám phá bộ phim này nhé. Một cô gái xinh đẹp bước vào cửa hàng trang sức. Sau khi ngắm hết lực các sợi dây chuyền, cô liền bảo người bán hàng cho mình xem một chiếc dây chuyền kim cương lấp lánh đắt tiền này. Sau khi làm trắng ông chú bán hàng bằng bộ loa của mình, cô ta liền bảo ông lấy cho mình xem một sợi dây chuyền khác. Nhân cơ hội người bán hàng quay đi, cô nhanh chóng lôi ra một sợi dây chuyền giả và thả sợi dây chuyền thật vào túi xách. Ngay khi tưởng rằng mọi thứ đã chót lọt thì một tiếng gọi vang lên, "Chun Ha à, đã lâu không gặp." Thấy mình bị lộ, cô vội vàng chạy ra cửa thì lại bị một người chặn lại. "Lâu rồi mới gặp em đấy Chun Ha." Hóa ra hai ông chú này là cảnh sát. Họ đã phối hợp với nhân viên cửa hàng để bắt bà trùm lừa đảo xinh đẹp này. Ông chú bán hàng vô cùng cảm kích. "Cảm ơn cảnh sát rối rít, vì không có hai người họ thì công sức bán hàng cả năm của ông đổ sông đổ bể." Sau đó hai người liền lập tức áp tải Chun Ha ra xe để đưa về đồn thẩm vấn. Tuy nhiên vừa đi được một đoạn, anh cảnh sát kia lại bảo mình vô tình cầm theo sợi dây chuyền kia mất rồi. Tên còn lại phá lên cười. "Cảnh sát Ly làm tốt lắm. Hóa ra ba người này là anh em trên bến dưới thuyền với nhau, cùng là phường trộm cắp. Họ có thể tự tung tự tác như vậy là vì phía sau họ có một công tố viên chống lưng. Anh ta là công tố viên Park Hee-sung, ngôi sao của Viện Công tố Hàn Quốc, khi phụ trách điều tra vụ lừa đảo 4 tỷ won của tên trùm lừa đảo Giang vào 8 năm trước. Park Hee-sung đã thu nạp ba tên trùm lừa đảo này về tay. Nói về tên trùm lừa đảo Giang thì phải quay lại 8 năm trước. Hắn là người cầm đầu tổ chức đa cấp lớn nhất Hàn Quốc. Hắn đã lừa không biết bao nhiêu người tán ra bại sản. Nhiều người lâm đến đường cùng tìm đến cái chết. Tuy nhiên hắn đã bỏ trốn ra nước ngoài với số tiền khổng lồ đó. Có nguồn tin cho rằng hắn đã chết tổng lúc trốn ra nước ngoài. Nhưng dạo gần đây liên tiếp có người báo tin về sự xuất hiện của Giang. Điều này khiến cảnh sát Hàn Quốc phải lật lại vụ án, mở lại cuộc điều tra dưới áp lực của dư luận. Công tố viên Hee-sung đã bắt giữ nhiều quan chức hối lộ từ Giang nhưng vẫn chưa điều tra ra được manh mối chứng minh hắn vẫn còn sống. Ba tên lừa đảo mà Park Hee-sung thu nạp đã nhanh chóng tìm ra được manh mối đầu tiên, đó là tên Kang Se-ok. Hắn ta là thân tín của Giang. Hắn bị bắt và mới đi tù về. Hiện tại hắn đang lừa đảo các bất động sản trá hình. Park Hee-sung quyết định sẽ cùng cảnh sát đi bắt hắn. Còn ba người kia sẽ đến nhà hắn tìm chứng cứ. Vừa đến văn phòng, Woo Sung đã thấy tên Kang Se-ok say khướt nằm vật vờ trên ghế sofa. Về sở chưa kịp hỏi, hắn đã luôn miệng kêu rằng mình là người bị hại. Hóa ra hôm trước hắn đang tìm đối tượng trong phòng bất động sản thì gặp một ông lão khù khờ đi đến. Hắn thấy ông ta có vẻ dễ ăn nên đã cố tình tiếp cận. Quả thực ông ta đã tìm đến hắn để ngỏ ý đầu tư. Tuy nhiên ông ta bảo rằng mình đang đợi con gửi tiền từ nước ngoài về. Hắn không đồng ý chờ đợi nên ông lão lập tức đứng lên đi luôn. Sợ vụt mất con mồi nên hắn ta đã đồng ý ứng trước cho ông lão một khoản để đầu tư. Hắn còn chắc cú đến độ đi theo ông ta đến ngân hàng, vào theo đến nhà vệ sinh nhưng đợi mãi không thấy lão già đó trở ra. Khi hắn lục tìm trong nhà vệ sinh thì hắn biết mình đã bị lừa. Cùng với đó điện thoại vang lên. Hee-sung nhận được tin của nhóm lừa đảo báo nhà của Kang Se-ok đã bị đột nhập trước đó. Bọn họ quyết định thông qua camera giám sát điều tra xem kẻ nững tay trên này là ai. Lần theo camera giám sát tại ngân hàng, họ phát hiện ra lão già lừa đảo kia lại là một thanh niên. Anh ta cũng xuất hiện gần nhà tên Kang Se-ok. Theo biển số xe, họ nhanh chóng tìm được nhà của người thần bí đó. Nhưng khi đến nơi thì anh ta đã chạy trước một bước. Họ lập tức xuống lầu lấy xe đuổi theo. Cùng với đó, dưới sự giúp đỡ của camera giao thông rất nhanh chóng, hành tung của thanh niên kia đã bị bọn họ đón đầu. Khi họ xuống xe thì thanh niên kia lại lái xe bỏ trốn. Lập tức công tố viên Hee-sung lái xe đuổi theo, sau đó trực tiếp đâm vào nó một cách không khoan nhượng. Thanh niên trong xe này là Ji-ung. Anh ta cũng là một tên lừa đảo khét tiếng. Vì anh ta mà ông chú Đông Sích này phải đi tù vì bị gài bẫy. Sau một trận đòn trả thù, công tố viên Hee-sung cũng hỏi Ji-ung về lý do anh đột nhập căn hộ của Kang Se-ok. Nhưng Ji-ung nói anh cũng chỉ lấy hắn làm mồi nhử mà thôi. Mồi nhử ai cơ? Giang ư, cậu cũng tin vào tin đồn đó ư? Không phải tin đồn, vì chính tôi đã thấy hắn. Chẳng nhẽ một tên lừa đảo lại bị Giang lừa đảo lại ư? Điều này quá là vô lý, vậy tại sao Ji-ung phải tìm tên lừa đảo Giang? Giải đáp luôn cho con dân khỏi tò mò. Ji-ung có một ông bố với biệt danh là Xương Đen, ông cũng là một tên lừa đảo khét tiếng. Anh được ông đào tạo thành một kẻ bị bợm rất danh ma với khả năng cải trang siêu đẳng. Tuy nhiên lần ông làm hộ chiếu giả cho tên Giang, bố anh đã một đi không trở lại. Tại hiện trường vụ án được dàn xếp thành một vụ treo cổ tự sát. Tất nhiên là Ji-ung biết rõ vụ gây ra vụ việc này là Giang, vì vậy anh đã đi khắp nơi trên thế giới để truy tìm tên Giang đó. 4 năm trước, trong một lần anh đến Thái Lan đã phát hiện ra một tên thuộc hạ của Giang. Anh theo hắn đến dinh thự của Giang, nhưng kết cục anh lại bị hắn tóm tại trận. May mắn là anh đã trốn thoát được. Vì vậy bằng mọi giá anh phải trả thù cho bố. Công tố Hee-sung đã điều tra thân phận của Ji-ung. Quả thật 4 năm trước anh đã đến Thái Lan. Hee-sung liền lôi đầu của Ji-ung ra hỏi rằng tại sao anh lại liều mạng đi tìm tên Giang như vậy. Anh đáp rằng nếu hắn hại chết bố anh thì anh có buông tha cho hắn không. Lúc này Hee-sung chưa biết Ji-ung là con trai của Xương Đen nên đã đề nghị hợp tác với Ji-ung, vì kẻ thù của kẻ thù là bạn, hai người cùng chung một mục tiêu là Giang. Ji-ung đồng ý với điều kiện phải để anh tự tay kết liễu hắn. Việc Ji-ung tham gia vào đội nhóm khiến ông chú Đông Sích không đồng ý. Nhưng Hee-sung không hề quan tâm, anh có thể cút về tù nếu không tham gia, thế nên anh ta và các đồng đội đành phải chấp nhận. Ji-ung lúc này mới lên tiếng rằng tất cả mọi người phải nghe theo kế hoạch của anh sắp xếp. Sau khi mọi người đồng ý, anh liền cho ông chú Đông Sích một đấm. Hai người lập tức bị bắt vào đồn vì lý do đánh nhau gây mất trật tự. Ở đây họ đã gặp tên Kang Se-ok kia.
Trong lúc ngồi tạm giam này, hai người sẽ vừa thể hiện có rất nhiều tiền để thu hút sự chú ý của hắn. Ông chú Đông Xích có chút cay cú khi Ji-ung bắt ông ta phải cầu xin anh tha lỗi. Vậy mùi nhử là gì? Tất nhiên là bất động sản rồi. Ông chú Sẻ nói hở ra rằng mình có mối đầu tư bất động sản rất ngon để hắn chú ý. Còn Hi-sung thì ra quyết định thả hắn ra ngoài. Quả nhiên vừa ra ngoài hắn đã cắn câu, bán theo hai người kia hòng săn mồi. Mọi chuyện đều nằm trong tầm tính toán của Ji-ung. Anh dựng một sòng bạc, sau đó tạo cơ hội cho tên Kang Se-ok tiếp cận mình. Trong lúc này, đội lừa đảo đã đến văn phòng của hắn lắp các thiết bị quay lén. Tên ngu ngốc kia bắt đầu tìm hiểu về thân thế của Ji-ung thì anh đã thành lập xong một công ty ma với đầy đủ diễn viên quần chúng rất chuyên nghiệp. Nhìn ra thế khủng này của Ji-ung thì hắn đã không ngần ngại tìm gặp anh bàn bạc kế hoạch đầu tư. Tuy nhiên khi bàn đến bất động sản thì Ji-ung lập tức từ chối vì anh vừa bị lừa. Tuy nhiên tên Se-ok này lại giở bài người nhà từ nước ngoài đang gửi tiền về để dụ dỗ anh, khiến cho hội lừa đảo bật cười. Tuy nhiên lúc này Ji-ung lại đưa ra một đề xuất khác, đó là một loại hình đầu tư bất hợp pháp. Bất hợp pháp ư, tôi khá là thích đó. Vậy vốn là bao nhiêu? Một triệu won với lợi nhuận là 80% trong vòng 6 tháng. Nghe đến số tiền này hắn có chút chần chừ, nhưng thiên tài lừa đảo như Ji-ung đâu có cho hắn thời gian suy nghĩ. Anh liền gạt đi và đứng lên tính tiễn khách, hắn vội vàng đồng ý. Sau đó hắn về nhà chạy vẫy vay tiền khắp mọi nơi, nhưng ai mới dám cho một kẻ như hắn vay tiền cơ chứ. Chỉ có một người thôi, đó là tên Giang. Quả nhiên nuốt chưa trôi miếng bánh thì con mồi đã xuất hiện. Hắn đã gọi điện cho đại ca của mình, nói với Giang rằng hắn quen biết một tên rửa tiền. Rửa tiền ư? Đây đúng là ăn mày gặp chiếu manh, vì số tiền lớn mà tên Giang mang đi chạy trốn đang cần được rửa sạch sẽ. Tuy nhiên hắn không tin người dễ dàng nên sẽ cử người qua Hàn Quốc để xác nhận. Sau cuộc điện thoại vừa rồi, Hi-sung thực sự tin rằng tên Giang vẫn còn sống. Định vị cho thấy hắn đang ở Thái Lan. Vài ngày sau, quả thật có một tên tay sai của Giang đến tìm gặp Kang Se-ok. Ji-ung tiếp cận hắn và dẫn hắn tham quan sòng bạc của mình. Bước đầu có vẻ khá thuận lợi, nhưng đến khi bàn về các điều khoản thì hắn đã nảy sinh nghi ngờ. Các điều khoản khá thuận lợi nhưng bên hắn sẽ phải chịu khá nhiều rủi ro. Thấy hắn do dự, Hi-sung chỉ đạo từ xa là đảm bảo cho hắn về pháp lý. Nhưng Ji-ung liền kết thúc giao dịch. Chỉ cần hắn nghi ngờ thì sẽ có cơ hội để lấy niềm tin. Vì vậy Ji-ung tiếp tục triển khai kế hoạch B. Lần này chiêu bài họ sử dụng là mỹ nhân kế. Chun Ha tiếp cận hắn trong quán cà phê rồi lấy trộm ví của hắn. Hắn lập tức nghi ngờ cô và đòi lại. Nhưng khi hắn đổ túi đồ của cô ra lại chẳng tìm thấy gì, thì ra cô đã đưa nó cho đồng bọn mắt hí. Ngay lúc này nhân viên cửa hàng mang ví ra bảo anh ta đánh rơi. Chun Ha bày ra vẻ mặt đáng thương khiến hắn cảm thấy khó xử. Tình cờ trong quán bar tối đó hắn một lần nữa gặp cô, vậy nên hắn đã đến xin lỗi cô. Rồi hai người thành công rủ nhau đi uống rượu. Nhân cơ hội đó cô trộm thẻ phòng của hắn đưa cho mắt hí để lắp thiết bị giám sát. Điều không ngờ là hắn chỉ uống 3 ly rồi xin phép đứng lên. Chun Ha vào thế bí chỉ đành dùng rượu làn càn để mắt hí có thêm thời gian. May mắn là trước khi cô phê ngoắc cần câu thì mắt hí xong việc trả lại tấm thẻ cho hắn ta. Bước tiếp theo, Ji-ung sẽ đến Thái Lan điều tra thêm một số thông tin. Còn Hi-sung phải lan truyền một số thông tin để đánh động hắn ta. Tối hôm sau, Chun Ha chủ động tiếp cận hắn ta. Rồi sau đó bật bản tin đưa thông tin Giang còn sống lên. Quả nhiên tin tức này đã khiến hắn ta chú ý. Lập tức gọi điện cho Giang để cảnh báo tình hình. Giang không quan tâm lắm còn bảo mình đã ở Hàn Quốc nên hẹn gặp hắn ra ngoài. Thấy vậy, đám người công tố viên cũng lập tức đi đến điểm hẹn. Thông qua máy nghe lén trên người của tên đệ tử, bọn họ đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Có vẻ bọn họ đánh giá Ji-ung rất cao, nhưng tên Giang vẫn còn phòng bị. Vì vậy Giang hẹn gặp tại một địa điểm khác vào cuối tuần. Lúc đó hắn sẽ giao một khoản tiền trước cho anh ta rửa. Bên này công tố viên Hi-sung vắt chân lên cổ chạy nhưng vẫn không đuổi kịp được Giang. Cuối cùng anh chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Giang rời đi. Ông chú Đông Xích đề nghị tóm luôn tên đệ tử kia để tìm ra Giang, nhưng đúng lúc này Hi-sung lại nhận được tin Ji-ung đang đi gặp một tên phóng viên. Tên này cũng đang điều tra về Giang. Hắn đã đưa cho Ji-ung danh sách những người nhận hối lộ từ Giang. Anh ta cũng dặn Ji-ung hãy cẩn thận với công tố viên Hi-sung bởi vì anh ta cũng có liên quan đến Giang. Vụ việc của tên Giang không chỉ đơn giản là một vụ lừa đảo, nó còn liên quan đến các quan chức cấp cao đã nhận hối lộ từ hắn. Trong đó có một người là ứng cử viên tổng thống trong nhiệm kỳ này. Nhiệm vụ của công tố Hi-sung là dọn dẹp Giang một cách sạch sẽ. Hi-sung vội xác nhận lại thân phận của Ji-ung. Lúc này anh mới biết Ji-ung là con trai của tay lừa đảo Xương Đen. 8 năm trước anh ta còn làm tay sai cho Giang, chính anh ta đã sai người giết chết Xương Đen. Cảm nhận được mối nguy từ Ji-ung, Hi-sung vẫn giả vờ như không biết chuyện gì, đưa cho Ji-ung một khẩu súng và bảo anh đi kết liễu Giang. Sau khi anh ta rời đi lại đưa cho ông chú Đông Xích một khẩu súng và bảo rằng hãy giải quyết Ji-ung để đổi lấy tự do. Đến ngày hẹn của Giang và tên đệ tử, bọn họ xác nhận địa điểm là một nhà hàng Trung Hoa, bọn họ lập tức tiến vào. Hi-sung bên ngoài cũng điều thêm một đám đàn em là xã hội đen đến chuẩn bị thu dọn tàn cuộc. Nhận lúc Chun Ha gây chú ý, Ji-ung và ông chú Đông Xích tiếp cận được căn phòng tầng hầm, có vẻ cửa đã bị khóa. Bằng thiết bị nghe lén, Hi-sung biết rằng tên Giang đang định đưa 300 triệu won vào thị trường. Nghe số tiền lớn như vật, công tố viên Hi-sung ra lệnh rút lui, liền sau đó ông chú Đông Xích liền đánh ngất Ji-ung. Ji-ung rất tức giận vì kế hoạch bị bỏ ngang, nhưng Hi-sung lại bảo phải lấy số tiền trước. Nhưng Ji-ung không đồng ý, tính bỏ đi thì Hi-sung gọi lại nói sẽ cung cấp danh sách nhận hối lộ từ Giang cho anh. Anh chỉ có ý định giết mình Giang không chứ. Chấp nhận thỏa hiệp,
Vụ đàm phán với đàn em của Giang diễn ra rất thuận lợi. Ban đầu anh tiếp nhận tờ chi phiếu lên đến 30 triệu won, sau đó nhận danh sách hối lộ từ công tố viên Hee-sung. Kế hoạch tiếp theo, công tố sẽ cho người khám xét công ty ma của tên đàn em để hắn hoàn toàn mất phương hướng. Ji-ung bên này gửi danh sách của tham ô của Giang cho phóng viên. Tin về những người nhận hối lộ lập tức được công bố gây hoang mang dư luận. Điều này đã chọc giận đến đám quan chức cấp cao và hiển nhiên Hee-sung là người phải đứng ra giải quyết lần nữa. Tình hình đang căng thẳng thì tên đàn em của Giang lại biến mất. Hee-sung tức giận túm áo Ji-ung hỏi anh muốn làm gì. Đúng lúc này chuông điện thoại của Ji-ung vang lên, là tên đàn em của Giang gọi đến. Mọi chuyện đang trên đà vỡ lở nên hắn quyết định giao dịch nốt số tiền còn lại với điều kiện là nhận trước 100 triệu won. Hee-sung đành phải để Ji-ung ra mặt, còn mình thì đi đến đám chính trị kia gom tiền, nhưng bọn họ coi thường anh. Điều này chọc giận con thú trong người Hee-sung, anh cảnh cáo mấy lão già muốn ăn thì phải biết làm. Tôi đã dọn cho mấy lão đủ rồi. Sau đó anh tìm đến tên Kang Se-ok. Lần này anh muốn đổ cho hắn tội phát tán tin tức sai sự thật, ngay khi lừa lấy được chữ ký của hắn. Hee-sung liền bảo đàn em xử lý hắn, dàn dựng thành một màn tự sát. Còn bên ngoài cũng có người viết giả thư tuyệt mệnh chờ sẵn để cứu mạng mình. Kang Se-ok liền khai tất cả đều do Ji-ung sắp đặt. Hee-sung bắt đầu nhận ra vấn đề nằm ở Ji-ung. Hôm sau tên đàn em của Giang hẹn gặp Ji-ung ở cậy xăng để trao đổi tiền mặt và trái phiếu. Sau khi xác nhận đã nhận tiền thành công, Ji-ung liền quay trở lại xe và bàn tiếp kế hoạch ngày mai. Nhưng lúc này Hee-sung trở mặt. Dưới xe của tên đàm em cũng đã cài sẵn định vị, đám cá dọn bỉ của Hee-sung theo dấu hắn và đã tìm được nơi Giang lẫn trốn. Vì vậy chúng bắt đầu kế hoạch thủ tiêu, xóa sạch dấu vết. Hee-sung tra tấn Ji-ung vì anh dám lừa gạt hắn ta, nhưng Ji-ung một mực chối bỏ. Ngay khi hắn định xử anh thì nhận được tin Giang đã bỏ trốn, nên hắn lại ép Ji-ung dụ Giang ra mặt. Đằng nào mày trả giết tao, dù sao trước khi chết tao sẽ cho mày cơ hội giết Giang. Khi tiếp cận với tên Giang ở Thế Lan, Ji-ung đã biết được người giết hại bố mình là Hee-sung. Anh đã cố tình tiếp cận hắn ta và theo dõi hành tung của hắn. Anh cần mọi người giúp anh báo thù, vì vậy anh đã gặp và lay động đội lừa đảo, vì thực chất họ cũng bị Hee-sung ép buộc làm việc cho hắn. Còn Hee-sung thì tìm đến một đám rửa tiền khác để xử lý đám ngân phiếu kia. Giao dịch đối với hắn khá suôn sẻ. Vì vậy sau khi Ji-ung hẹn gặp Giang thành công, Hee-sung lại một lần nữa lập tức trở mặt. Ji-ung hỏi hắn ta không sợ mọi chuyện mình làm bị phơi bày sao. Hắn cười lớn và bảo hắn đã lấy được chiếc USB có bằng chứng về nhóm người bọn họ. Chính ông chú Đông Sích đã phản bội bọn họ. Vì vậy Hee-sung giao cho ông chú đưa họ đến bến cảng xử lý. Khi hắn đang thảnh thơi hút thuốc thì đám rửa tiền gọi điện đến. Công tố viên Hee-sung: à, anh tính chơi bọn này à? Mẹ nó chứ, không phải đám cổ phiếu này toàn là đồ giả ư? Nếu mày không mau đem tiền đổi lại cùng với phí bồi thường thì bố mày cho mày sáng nhất đêm nay. Lúc này hắn mới nhận ra mình đã bị lừa. Nhưng tên Giang kia cũng đã tới, vì vậy bọn hắn tập trung xử lý hắn ta. Ngay khi bắt được tên Giang, anh ta lại ăn một cú lừa đau đớn nữa. Tên Giang giờ đây lại là Ji-ung. Mày lại đi tin một tên lừa đảo ư? Mọi kế hoạch của vụ này đều nằm trong tính toán của Ji-ung. Từng đường đi nước bước đều được anh lên kế hoạch đầy đủ. Hee-sung lập tức nổi điên muốn chĩa súng vào Ji-ung, nhưng bị ông chú Giang Sích chĩa súng vào đầu hắn. Hóa ra cả ông chú và tên đệ tử của Giang đều là tay trong của Ji-ung. Bọn họ đều là người nhà của Giang trong vụ lừa đảo năm xưa. Vì Giang và đám tay sai của bọn hắn mà họ đã mất đi những người yêu thương nhất, Ji-ung đã tập hợp họ lại để lên kế hoạch trả thù hoàn hảo này trong nhiều năm. Ngay cả việc ông chú vất cả đi tù trong một năm kia, cho đến giọng nói, ngữ điệu của tên Giang đều được anh sắp xếp không một chút sơ hở. Tên Hee-sung cũng bị anh chơi như một quân cờ không hơn không kém. Định kết liễu cuộc đời hắn, nhưng Ji-ung đã không làm thế. Cùng với Do Chung-ha đã đưa đám chính trị gia thối nát kia đến, ứng cử viên tổng thống còn quỳ xuống xin Ji-ung tha cho mình. Tới đây đội đặc nhiệm ập đến cùng với cánh phóng viên. Lúc này họ cũng mới nhận ra toàn bộ sự việc đã được livestream trực tiếp. Toàn bộ dân tình Hàn Quốc đã được một phen ngỡ ngàng về vụ việc lần này. Tất nhiên Ji-ung và những đồng đội cũng không thoát tội được. Một thời gian sau, Ji-ung quay trở về ngôi nhà của mình. Bỗng nhiên đồng đội cũng xuất hiện ở đây, có vẻ như vẫn còn một gã nữa phải xử lý. Bộ phim đến đây là hết rồi. Không biết ông đạo diễn có ra tiếp phần 2 xem họ xử lý tên trùm Giang kia không nhỉ? Tôi thì tôi chỉ thắc mắc làm thế nào mà Ji-ung trốn thoát khỏi tên Giang kia mà thôi. Các bạn hãy xem rồi để bình luận bên dưới giải đáp cho tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!